Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris. Đó chính xác là những điều để nói về bà Nguyễn Thị Bình. Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định Paris năm 1973. Nhà ngoại giao tài ba, đã từng khiến Mỹ và phương Tây phải cúi đầu nhục nhã. Mới đây, bà Nguyễn Thị Bình đã tiết lộ về cuộc đàm phán cam go nhất lịch sử trong hồi ký của mình. Thậm chí bà còn cho rằng đây là cuộc đấu trí tuệ, bản lĩnh, quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới. Vậy câu chuyện đàm phán Paris đã diễn ra như thế nào? Còn bí mật gì trong quá trình ký kết hiệp định đã được bà Bình tiết lộ? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, là cháu ngoại của cụ Phan Chu Trinh, một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20 và là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Trong cuốn hồi ký Gia đình, Bạn bè và Đất nước, bà Nguyễn Thị Bình đã kể về những năm biền biệt để phục vụ cho công tác trên mặt trận ngoại giao cam go của mình. Trong đó có những chuyện ít ai biết xung quanh cuộc đàm phán lịch sử ở Paris. Bà Bình cho biết, giữa tháng 7 năm 1968, bà được lãnh đạo Ban Thống nhất mời lên phổ biến chủ trương của Đảng về đánh và đàm. Bà hiểu đây chưa phải là lúc giải quyết vấn đề giữa ta và Mỹ, mà là triển khai thêm một hình thức đấu tranh mới. Mặt trận này sẽ giúp ta tranh thủ thêm dư luận quốc tế, dư luận Mỹ, cô lập các phần tử hiếu chiến, hỗ trợ đắc lực cho chiến trường. Với gần 6 năm hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bà Bình đã tích lũy được một số kiến thức ngoại giao và kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Nhưng bà không nghĩ mình lại may mắn được chọn cho nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng này. Cuộc đàm phán lịch sử ở Paris nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Khi rời Hà Nội, lên đường cuối tháng 10 năm 1968, bà cũng không ngờ nó kéo dài đến thế. Tháng 11 năm 1968 đến 27 tháng 1 năm 1973. Trước ngày đi, bà Bình đã điện cho chồng mình là ông Khang từ Bắc Giang về gặp. Bà bối rối không biết nói thế nào với chồng và trước các con còn quá nhỏ mà phải xa mẹ biển biển. Ông Khang hiểu bà phải đảm nhiệm một công việc rất quan trọng nên không hỏi gì cụ thể, chỉ động viên. Em có việc phải làm, cứ yên tâm đi, các con đã có anh lo. Ngày 27 tháng 11 năm 1968, cuộc họp chủ bị đầu tiên của hội nghị được tiến hành. Nhưng mãi đến ngày 25 tháng 1 năm 1969, hội nghị bốn bên mới chính thức bắt đầu. Ông Trần Bửu Kiếm là trưởng đoàn, bà Bình và ông Trần Hoài Nam làm phó đoàn. Việc có hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là điều đặc biệt chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế. Đây là sự hiện diện của hai thực thể, đại diện cho cuộc chiến đấu chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bước vào đàm phán, việc buộc phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên đàm phán, là một thất bại lớn của Mỹ. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu lý diễn ra rất dai dẳng. Hai đoàn của ta nhằm vào Mỹ phê phán, còn Mỹ thì né tránh, đẩy cho đoàn Sài Gòn đối đáp dài dòng. Bà Bình cũng cho biết có một điều đáng chú ý trong các phái đoàn ở hội nghị là ba đoàn không có thành viên nữ. Chỉ đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có, và bà Bình gọi đó là đội quân tóc dài tại Paris. Có một chi tiết cũng khá lý thú là tương quan thiết bị kỹ thuật giữa ta và đối phương là khá chênh lệch. Trên bàn của hai đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ có một máy magnetophone để thu phát biểu của mỗi đoàn, trong khi phía Mỹ thì đầy thiết bị hiện đại, có thể thông tin thẳng về Washington. Để có những lý lẽ sắc bén trên bàn đàm phán, bà Bình cho biết sau khi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, ngày 6 tháng 6 năm 1969, thành phần đoàn ngoại giao đại diện cho nhân dân miền Nam không có gì thay đổi lớn. Bà Bình thay ông Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, sau bà được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các ông Đinh Bá Thi và Nguyễn Văn Tiến làm phó đoàn. Tại Paris, đoàn có trụ sở tại Verrières-le-Bussin. Đây là một biệt thự xinh xắn. Đoàn đã sống tại đây gần 5 năm và Đảng Cộng sản Pháp là tổ chức giúp đỡ đoàn nhiều nhất. Hồi ký của bà Bình cũng cho biết, để có những lý lẽ sắc bén trên bàn đàm phán và tranh thủ được dư luận rộng rãi, bà cùng các đồng chí của mình thường tìm đọc các sách lịch sử thế giới và nhất là lịch sử trong nước. Bà Bình đặc biệt thích đoạn nói về thời Lê Lợi, Nguyễn Trãi thế kỷ 15,
Lý do cách đây 500 năm, Tổ tiên ta đã tổ chức hiệp đồng đấu tranh trên 3 mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao rất tài tình. Những bức thư ngoại giao của Nguyễn Trãi lúc mạnh mẽ, lúc mềm dẻo, vừa gây sức ép, vừa thuyết phục đối phương rút quân về nước. Đầu lý, đầu trí và cả ý chí. Trong hơn 4 năm tại các bàn đàm phán, bà Nguyễn Thị Bình và đoàn chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã làm rõ trước thế giới lập trường của Việt Nam. Mỹ đưa quân vào Việt Nam, gây chiến tranh, Mỹ phải rút quân vô điều kiện khỏi Việt Nam. Mục tiêu trước sau như một của Việt Nam đó là độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Nước Việt Nam là một. Kẻ thù xâm lược đến Việt Nam, người Việt Nam dù ở miền Bắc hay miền Nam đều có quyền và nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược. Những lý lẽ đành thép nhưng có tình, có lý ấy đã tỏa đi khắp các nước. Trong dư luận quốc tế, qua các báo chí, vô tuyến truyền hình, các phương tiện truyền thông, khơi dậy một tình cảm mến phục mạnh mẽ. Đáng chú ý là vào ngày 17 tháng 11 năm 1970, trên kênh 1, cơ quan phát thanh và truyền hình Pháp tổ chức cuộc tranh biện với chủ đề Việt Nam tại câu lạc bộ báo chí, có 20 nhà báo Mỹ, Pháp, Úc tham gia. Trong số đó phần lớn bảo vệ lập trường của Mỹ. Một mình giữa các nhà báo sưng sỏ, bà Nguyễn Thị Bình đã bình tĩnh đối đáp bằng tiếng Pháp một cách mạnh mẽ nhưng hòa nhã. Nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt chiến tranh. Bác bỏ các luận điệu sai trái, bà đành thép nói, Mỹ phải rút toàn bộ quân, đó là nguyên tắc, không cần phải bàn. Sự hiện diện nửa triệu quân Mỹ là hết sức vô lý. Bà liên tục nhắc nhở các nhà báo phương Tây, đừng đánh đồng quân xâm lược Mỹ với dân tộc Việt Nam, những người chiến đấu chống ngoại xâm và có quyền hợp pháp được đánh đuổi quân xâm lược trên lãnh thổ của mình. Ngoài công việc chuẩn bị cho các cuộc họp, bà Bình còn dành nhiều thời gian tiếp xúc với báo chí. Kỷ niệm mà bà Bình nhớ nhất là cuộc gặp mặt báo chí trên truyền hình trực tiếp ở Pháp năm 1971. Truyền hình Pháp có sáng kiến tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington. Có 20 nhà báo tham gia, 10 người phần lớn là Mỹ, coi như bảo vệ lập trường của Mỹ. 10 người khác phần lớn là Pháp, coi như trung lập, khách quan. Gần 2 tiếng đồng hồ căng thẳng dưới ánh đèn sáng chói của trường quay. Tuy có hồi hộp nhưng bà Bình vẫn cố gắng đối đáp bình tĩnh, đàng hoàng, mạnh mẽ nhưng hòa nhã. Nêu rõ thiện chí của chúng ta muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt đau khổ của nhân dân và kiên quyết vì tự do độc lập và thống nhất thiêng liêng của đất nước. Sau cuộc họp báo, đồng chí Xuân Thủy đã gọi điện ngợi khen bà. Nhiều người bạn Pháp đã gọi điện chúc mừng vì coi đây là một thành công quan trọng. Nhiều ngày sau, báo chí còn tiếp tục nói đến sự kiện này. Bên cạnh những chi tiết kể trên, trong cuốn sách, bà Bình còn kể những chuyện liên quan đến quá trình đàm phán tại hội nghị Paris. Như việc bảo mật thông tin quá trình đàm phán, việc tranh thủ đi thăm các nước để kêu gọi sự ủng hộ cho các cuộc đấu tranh của Việt Nam. Các sự kiện và tình hình chiến trường tác động trực tiếp đến kết quả hội nghị Paris. Cảm xúc của cá nhân bà khi được đặt bút ký trực tiếp vào 32 văn bản của hiệp định. Sau đây là hồi ức của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về ngày ký kết chính thức hiệp định Paris. Mời anh em cùng lắng nghe. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, lễ ký kết chính thức Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là ngày đáng ghi nhớ với nhân dân ta và nhân dân thế giới. Đối với mỗi anh chị em chúng tôi trong hai đoàn đàm phán, ngày 27 tháng 1 năm 1973 cũng là ngày không thể nào quên. Những ngày trước đó, cả hai đoàn phải tập trung hoàn thành văn kiện, kể cả việc rà soát, in ấn, làm việc mệt mỏi cho đến tận khuya. Nhưng vẫn vui. Hôm ấy từ tờ mờ sáng, chúng tôi được bạn bè ở Paris và các tỉnh, cả bạn bè mấy nước lân cận, gọi điện gửi lãng hoa chúc mừng thắng lợi, cổ vũ chúng ta chiến đấu đến ngày toàn thắng. Trời Paris hửng nắng, đúng 10 giờ, các đoàn lần lượt đến đại lộ Kleber. Điều hết sức xúc động là hai bên hải đường và trước cửa trung tâm hội nghị quốc tế, người đông nghịt giữa rừng cờ đỏ sao vàng và cờ sao vàng trên nền nửa đỏ, nửa xanh, tưng bừng vẫy gọi, chào đón chúng tôi. Chúc mừng lễ ký kết. Phần lớn bà con kiều bào và bạn bè Pháp cùng khá đông bạn bè các nước châu Âu, châu Phi và cả những người bạn Mỹ đến chia vui với chúng ta. Mỗi người đều thấy đó là kết quả đấu tranh chung, trong đó có sự đóng góp của chính mình đã hàng chục năm kiên trì phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ và ủng hộ Việt Nam chiến đấu chính nghĩa. Phóng viên thông tấn Mỹ AP mô tả, họ hô các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Sài Gòn khi Lắm và Roger đến, nhưng lại gieo hò hoan hô các đoàn xe của bà Bình và ông Trinh, Việt Nam muôn năm. Hoan hô Chính phủ Cách mạng lâm thời, hoan hô Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
phóng viên hãng thông tấn Mỹ UPI cũng tả qua cảnh hôm đó. Buổi lễ ký kết hòa bình ở Việt Nam diễn ra trong khung cảnh huy hoàng, tráng lệ của thế kỷ thứ 19 và những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất mà thế kỷ 20 có thể tạo ra. 4 ngoại trưởng, 1 đạo quân gồm 2.000 cảnh sát và nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm cẩn. Sau 4 năm làm gia chủ nơi tiến hành cuộc đàm phán, giờ đây người Pháp tin rằng bà Nguyễn Thị Bình, các ông Nguyễn Duy Trinh, W. Rogers và Trần Văn Lắm sẽ làm cho toàn thế giới hướng về Paris trong ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đó là không khí rất trang nghiêm. Chúng tôi được quan chức lễ tân Pháp trịnh trọng hướng dẫn đi giữa hai hàng vệ binh Cộng Hòa với gươm tuốt trần oai nghiêm chào đón. Phòng họp rực sáng hơn thường lệ. Trong phòng đã có mặt đại diện chính phủ Pháp, các đại sứ của 4 nước thành viên Ủy ban Quốc tế và rất đông các nhà báo, nhiếp ảnh, quay phim quốc tế. Vẫn chiếc bàn tròn lớn phủ kín nỉ xanh mà 4 đoàn đã tranh luận suốt 174 phiên, từ ngày 25 tháng 1 năm 1969 đến hôm nay, vừa tròn 4 năm. Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu và Bộ trưởng Xuân Thủy ngồi bên. Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình dẫn đầu. Đoàn Mỹ do Ngoại trưởng William Rogers dẫn đầu. Có thêm Thượng nghị sĩ Mike Mansfield, người thường xuyên chống chiến tranh Việt Nam. Anh em trong đoàn cho biết, sau lễ ký, ông này đến xin tấm biển ghi tên Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời đặt trên bàn để làm kỷ niệm. Đúng giờ, 4 bộ trưởng ngoại giao bắt đầu ký hiệp định và 4 nghị định kèm theo. Mỗi ngoại trưởng phải ký tới 32 chữ ký và mỗi người có 32 cây bút để làm việc đó. Hiệp định gồm 9 chương, 23 điều. Đối với chúng ta, nội dung quan trọng và cơ bản nhất của Hiệp định Paris là điều quy định Mỹ phải tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta. Quân Mỹ phải rút về nước mà không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Hành lang Nam Bắc vẫn nối liền, hậu phương với tiền tuyến thành một dải liên hoàn thống nhất, đảm bảo cho phong trào cách mạng miền Nam dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời giữ nguyên được địa bàn, giữ nguyên được địa thế lực của mình để tiếp tục tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Khi đặt bút ký vào bản hiệp định chiến thắng, nghĩ đến những đồng bào, đồng chí ngã xuống, những người không còn có thể biết được sự kiện trọng đại này, mà tôi bỗng nhòe ướt. Trong cuộc đời tôi, đây là vinh dự rất lớn vì được thay mặt nhân dân, các chiến sĩ cách mạng để đấu tranh trực diện với kẻ thù xâm lược ngay tại Paris. Được đặt bút ký vào bản hiệp định chiến thắng sau 18 năm, cả nước tiến hành cuộc chiến đấu chính nghĩa đầy hy sinh gian khổ. Đó có lẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ngoại giao của tôi. Trong đời tôi, đây là vinh dự lớn được thay mặt nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam đấu tranh trực diện với Mỹ tại Paris. Được thấy niềm tự hào vinh quang cùng với ân tình sâu đậm mà cả thế giới dành cho cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta. Tôi vô cùng biết ơn Bác Hồ và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Mặt trận và Chính phủ Cách mạng Lâm thời đã tin cậy giao cho tôi một nhiệm vụ khó khăn nhưng rất vẻ vang này. Tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với đồng bào và chiến sĩ ta từ Nam chí Bắc đã chấp nhận mọi hy sinh và dũng cảm chiến đấu để có được thắng lợi to lớn ngày hôm nay. Cảm ơn bà con kiều bào tại Pháp và các nước xung quanh. Cảm ơn sự đoàn kết, cộng tác của tất cả các anh chị em trong hai đoàn đàm phán và các cơ quan, đoàn thể ta ở Paris. Và tôi nghĩ đến gia đình, đến chồng con. Buổi lễ kéo dài hơn 10 phút. Tiếp sau đó, chính phủ Pháp mở tiệc rượu chào mừng. Mọi người chạm cốc, bắt tay, không khí vui vẻ, hòa giải. Tôi chạm cốc với Ngoại trưởng Mỹ William Rogers, chúc hòa bình, nói chuyện với Ngoại trưởng Sài Gòn Trần Văn Lắm. Ông ta nhờ tôi chuyển lời thăm anh Phát, đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời, 4 người phát ngôn báo chí của 4 đoàn nâng cấp, chúc sức khỏe nhau. Có thể thấy, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với phong cách lịch thiệp, thái độ thân thiện, hòa nhã, tự tin để lại ấn tượng mạnh với những người gặp và báo chí lúc đó. Thậm chí họ đã quay sang nói với nhau, Việt Cộng văn minh quá, đâu phải người từ rừng ra, mà đàm mình đã làm chấn động Paris và thế giới. Nhiều người cho rằng bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đã tốt nghiệp tú tài, ngoại ngữ giỏi, có thời gian làm chính trị và hoạt động ở Sài Gòn. Có lẽ đây là những lý do bà được Bác Hồ chọn tham gia đàm phán. Trải qua gần 5 năm đàm phán, bà Hoàng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình đã giành được sự kính phục, tôn trọng của những chính khách, các nhà báo quốc tế, ngay cả những người Mỹ, chủ trì rất nhiều cuộc họp báo. Có cuộc đến 400 nhà báo của trên 100 quốc gia. Những người đều tiếp xúc với bà đều có một cảm nhận chung. Một con người tự tin, hòa nhã,
mềm mỏng nhưng cũng vô cùng kiên định, vững vàng. Bà Nguyễn Thị Bình với ưu thế ngoại ngữ tốt và sự thông minh, nhạy bén, sắc sảo cùng sự mềm mỏng, hòa nhã, linh hoạt của một người phụ nữ Việt Nam đã thuyết phục được cả những nhà báo khó tính. Nhiều nhà báo phương Tây đã đưa ra những câu hỏi châm biếm cho bà, nhưng bà luôn linh hoạt ứng phó. Có lần một nhà báo hỏi, bà có ở Đảng Cộng sản không? Bà nhanh nhẹn trả lời, tôi thuộc Đảng Yêu Nước. Có quân đội miền Bắc ở miền Nam không? Bà trả lời, dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược. Nhà báo lại hỏi, vùng giải phóng ở đâu? Bà Bình liền đáp lại, nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom? Trong quá trình đàm phán, bà luôn tâm niệm, họ có quyền hỏi, mình có quyền trả lời, nhưng trả lời thế nào để họ tâm phục, khẩu phục, hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc mình, đó mới là điều quan trọng. Sau này cũng có lần bà nói, nếu mình là phụ nữ biết ứng xử khôn khéo, người ta cũng sẽ có cảm tình hơn, sẽ nghe những điều mình muốn nói về lập trường của mình. Mới đây tại lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm ký Hiệp định Paris diễn ra tại Hà Nội, có một khoảnh khắc khiến cả hội trường xúc động. Khi bà Nguyễn Thị Bình được giới thiệu, cả hội trường đứng lên vỗ tay dài không ngớt. Không ít người đã rơm rớm nước mắt khi 50 năm sau ngày ký hiệp định, họ vẫn còn được gặp lại người phụ nữ can trường của dân tộc Việt Nam. Ở tuổi 96, không còn phong thái nhanh nhẹn, đôi mắt đã mờ đục, nhưng trí tuệ của bà vẫn vô cùng mẫn tiệp. Bà chia sẻ, cuối năm 1968, tôi được chỉ thị của Đảng là tham gia đàm phán ở Paris. Tôi rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã có sự tin cậy, giao cho tôi trọng trách lớn. Trong gần 5 năm, tôi đã tham gia cuộc đàm phán ở Paris. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là một trong 4 người đã ký vào Hiệp định Paris. Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định Paris, nhận định Hiệp định Paris là thắng lợi, có tính quyết định đi đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là kết quả của gần 20 năm chiến tranh ác liệt, gian khổ của cả dân tộc. Bà cũng tri ân các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao của Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào thế giới ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam. Khẳng định yếu tố quyết định thắng lợi của Hiệp định Paris là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Bình đã nhắc đến sự đoàn kết và ủng hộ hết sức mạnh mẽ của thế giới, đem lại thêm sức mạnh cho Việt Nam ở trên chiến trường cũng như ở trên bàn đàm phán. Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nếu nghệ thuật vừa đánh vừa đàm đã chuyển được những thắng lợi quân sự thành thắng lợi ngoại giao trên bàn đàm phán, thì nghệ thuật tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc đấu tranh của nhân dân ta là nghệ thuật kết hợp sức mạnh của thời đại. Sự kết hợp này không phải là khẩu hiệu mà đã là một thực tế. Phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam là sức mạnh tạo điều kiện cho chúng ta tiến công kẻ thù trên bàn đàm phán. Cuộc đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của nhân dân ta đã lay động tình cảm và lương tri của những người yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. Ngay cả ở Mỹ, lúc đầu người dân Mỹ không quan tâm, thậm chí còn ủng hộ hành động chiến tranh. Nhưng sau đó họ nhận ra tính chất phi nghĩa của cuộc chiến do giới cầm quyền Washington phát động, và khi Mỹ ngày càng xa lầy vào cuộc chiến thì phong trào phản chiến phát triển càng mạnh. Chính nhân dân Mỹ đã góp phần làm cho nhân dân các nước hiểu và ủng hộ cho cuộc chiến đấu ở Việt Nam. Cũng chính bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống trong những ngày tháng đàm phán tại Paris, là một nhân tố quan trọng trong kết nối tình đoàn kết quốc tế, thúc đẩy ngoại giao nhân dân lúc bấy giờ. Bà Socorro Gomez Quenho, nguyên Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, nhớ lại những năm tháng đồng hành cùng phong trào phản chiến. Madam Bình là cái tên tôi thường xuyên nghe đến trong thời gian đó. Khi chúng tôi, những sinh viên trẻ tham gia biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, bà Bình khi đó được xem là một trong những biểu tượng của phụ nữ chúng tôi. Bé nhỏ, nề nã trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, nhưng rất đành thép khi tham gia họp báo. Ôi, Madam Bình, một phụ nữ Việt Nam tuyệt vời, con người quả cảm. Ở thời của chúng tôi, bà là một trong những tấm gương sáng chúng tôi muốn học hỏi. Bất cứ thông tin gì liên quan đến bà Bình, chúng tôi đều hào hứng tìm đọc. Bà Bình chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, biết tới cuộc chiến tranh phi nghĩa ở đây và từ đó tham gia phong trào phản chiến,
ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa chống lại quân xâm lược tại Việt Nam. Bà Corazon Vandes Fabros, phụ trách nhóm lĩnh vực hòa bình và an ninh thuộc Diễn đàn Nhân dân Á-Âu, thành viên Hội đồng Hòa bình Thế giới chia sẻ: "Đối với tôi, cuộc đàm phán Paris diễn ra như một cuốn phim với những mốc quan trọng của cuộc đấu tranh, đấu trí căng thẳng để đi đến thắng lợi." Bà Nguyễn Thị Bình nói, trong cuốn phim ấy, bà đã có biết bao câu chuyện ly kỳ, xúc động, gặp biết bao hiểm nguy, vất vả, còn cả những phút gian mình lại trong những nỗi nhớ nhung gia đình riêng để trở thành một trong những người đặt bút ký vào Hiệp định Paris, người phụ nữ duy nhất ký tên trong văn kiện lịch sử đó, Madame Nguyễn Thị Bình. Anh em thân mến, nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình từng chia sẻ, hội nghị Paris mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong đàm phán ngoại giao. Kinh nghiệm là phải biết đánh giá tình hình, ta và địch như thế nào. Thứ hai là phải biết chớp thời cơ. Thứ ba là phải có sách lược khôn ngoan. Anh em nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại quan tâm theo dõi. Xin chào. We'll be right back.